Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Rồi lại tiếp tục cập bến thêm hai chiếc xe mà mình nghĩ sẽ rất là dễ bán các bạn. Đó, thứ nhất là em này, Corolla Cross ha. Corolla đi bạn. Nói chung là nó cái tên nó hơi khó đọc. Hay thì gọi là cà rốt đi cho nó dễ ha. Em này thì là màu xanh 2022, một chủ nha các bạn. Một chủ mua từ mới, xe thì mới về, chưa dọn dẹp, chưa vệ sinh, chưa spa gì hết. Bên mình sẽ bán với một cái mức giá vô cùng hợp lý luôn các bạn. Vô cùng hợp lý luôn. 755 triệu nha các bạn. 2022, sản xuất 2022. Xe đi chuẩn 35.000 cây nha các bạn. Đấy, anh em nhìn coi, nó quá mới các bạn. Mới không có một cái từ gì để mà diễn tả nữa. Đây. Mình sẽ để cho anh em một cái mức giá rất là yêu thương nha, tại vì anh chủ xe này cũng là một bạn fan YouTube của bên mình. Đó anh em nhìn coi nè. Trời ơi, cái máy nhập Thái đã các bạn ha. Mới tinh nè nha. À mới tinh nha. Đấy, đã quá em, sáng trưng à. À động cơ 1.8 và cái dòng Corolla Cross này thì nổi tiếng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Và cái bản mình đang giới thiệu ở đây, tức là bản 1.8V, tức là bản đủ nha các bạn. À bản đủ, à, bản này thì nó chỉ sau bản hybrid thôi. Tuy nhiên thì cái dòng Cross này thì cái bản V này lại được nhiều người chọn nhất. Và bản này thì nó sẽ hơn bản G rất là nhiều. Ha, thậm chí cái giá mình bán là có thể là ngang với lại một số đơn vị họ đang chào bán cái bản G. Bản V thì bản đủ đô này sẽ có Toyota Safety Sense, tức là TSS, nó sẽ có radar, có phanh tiền va chạm, có cảnh báo điểm mù, có cam 360, tùm lum hết nha các bạn. Đấy, thì xe chưa vệ sinh, chưa spa thì bên mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn thêm thôi. Thì khi ngày mai thì mình sẽ làm kỹ hơn và quay kỹ hơn. Rồi kế bên này thì em này là Honda HR-V, cùng phân khúc luôn các bạn, cùng phân khúc luôn. Em này là sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019, cũng là bản cao luôn các bạn. À, bản L ha. Bản L thì anh em để ý này, cái đèn cản phía dưới này nó sẽ là một cái dải đèn LED ha. Động cơ 1.8 luôn các bạn, iVTEC. HR-V này chạy rất hay nha, và khi mua mới thì cực kỳ mắc. À, em này thì đi chuẩn là 40 mấy ngàn cây các bạn, để mình coi thử. Xe mà nhân viên mới lấy về mình cũng chưa coi nữa. 47 48 ngàn cây vậy đó. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đây để mình xem. À, đây cái trip air nó ở dưới đây. Đây information. 46.000 cây các bạn. 46.000 cây Honda HR-V. À, phiên bản L nha. Bản L cao cấp thì anh em sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh nè, có 6 túi khí nè, có lại chuyển số trên vô lăng, có vô lăng bọc da, có điều hòa tự động. Nói chung nó khác biệt rất nhiều so với bản G ha. Và anh em nhìn nè, cái bộ ghế da này và ghế lái của nó là chỉnh điện nha các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn. Em HR-V này thì cũng là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn nha. Em Corolla Cross thì cũng là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn. Đó, và giá thì bên mình đang chào bán là 550 triệu thôi các bạn. 550 triệu thôi. Đó, anh em nhìn coi. Đối với cái dòng mà Honda HR-V này, các bạn để ý nó sẽ có cái ghế Magic Seat ha. Thiết kế rất đặc trưng của Honda. Đây. Đó, sẽ tạo cho các bạn một cái không gian rất rộng rãi để chở đồ, cực kỳ tiện dụng luôn ha. Giá mình đang chào bán là 550 thôi các bạn. Đó, tại vì xe mới về, xe này thì chắc cũng không cần phải túp tát gì đâu các bạn. Đánh bát xíu nữa là xong nha. Đó, còn em Corolla Cross này thì cái trần phải về zin nha. Đó, một số anh em bảo chê cái trần 3D 4D này nè. À, một số anh em thì bảo là cái trần này phải trừ đi 50 triệu. Tôi lại mấy ông, tôi đặt cái trần mới rồi nha. Đó, ngày mai cho thay cái trần đây cho mấy ông khỏi vô khỏi ép giá nha. Đó. Đấy. Ngày mai thì cái trần mình sẽ cho về trần zin nha các bạn. Đấy, chia sẻ rất rõ ràng và thẳng thắn nha. Đó, để cho mấy anh em nó tháo ra, và rất là may mắn thì cái trần này nó không có đổ keo. Đó, cho nên là tháo ra được nha. Đấy. Corolla Cross sẽ về trần zin nha các bạn. Đó, đặt rồi, đặt thợ làm rồi, ngày mai thợ sẽ vào. Xe chưa vệ sinh, chưa spa gì hết, rất là dơ luôn ha. Đấy, các bạn nhìn xem, nhưng mà anh em để ý nè, cái bộ ghế da rất là căng ha. Đó, bản này là bản đủ nha các bạn. À, 755 triệu thôi. Đó, toàn bộ là vỏ zin theo xe hết, sơ cua chưa lăn bánh luôn nha các bạn. Đó, xe thì có dán phim cách nhiệt, rồi có camera hành trình đầy đủ rồi nha các bạn. Đây, để mình mở ra cho các bạn xem một cái nhìn trực tế tổng quan. Tại bây giờ bên mình làm số lượng lớn các bạn. Đó, sọ sơ cua chưa lăn bánh luôn. À, các bạn xem. Cho nên là mua nhanh, bán nhanh, chia sẻ tất cả mọi thứ là nó rất là rõ ràng nha các bạn. Đây.
Xe này thì là xe công ty tư nhân, công ty gia đình, xuất hóa đơn nha các bạn, full lịch sử bảo dưỡng hãng nha. Đó đây, đó, xe đi chuẩn là 35.639 km. Đó, xe rất là mới nha. Đây, cái siêu ni lông ở đây còn chưa tháo hết luôn các bạn. Đó, thấy chưa? Các bạn nhìn này, vô lăng được. Coi, rất là đẹp ha. Đó các bạn nhìn, xe này thì thôi nói gì nữa. Đó, full lịch sử bảo dưỡng hãng, xe này thì vẫn còn bảo hành chính hãng nha các bạn. Rất mới luôn các bạn ha. Rất mới. Corolla này thì đi thì nói gì nữa bạn. Và cái màu xanh thiên thanh này cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đẹp lắm ha. À, nãy chưa có quay cái động cơ xe HRV đúng không ạ? Xe mới về nha các bạn. Tất cả hai xe này là chưa vệ sinh, chưa sửa ba, chưa làm gì cả luôn. Đó, quay cho anh em có một cái nhìn trực quan nhất ha. Đấy. Bây giờ xu thế bây giờ là 5 chỗ gầm cao nha các bạn. Wow, mới quá các bạn ơi. Đẹp ha. Động cơ của Honda thì cái nước mạ nhôm và cái mặt da máy của nó rất là đẹp các bạn. Qua bao nhiêu năm rồi ha. Vẫn rất là tinh tươm luôn ha. Keo chỉ zin này, ốc cabo chưa có dấu vặn luôn các bạn. Thấy không? Đó, keo chỉ nguyên zin hết. Cam kết nha, xe không lỗi nha. Hợp lý. Rồi, trong nhà thì vẫn giới thiệu với anh em rồi. Em xe này nè, có giá luôn rồi các bạn, 595 triệu ở 2019 nha. Đang cho vệ sinh spa nha các bạn. Đó, bản này là 2.4 bre nha. 2.4 premium là có cửa sổ nóc này, có lại chuyển số trên vô lăng, có 6 túi khí, có cân bằng điện tử nha. Cái bản thiếu á, mà bản deluxe á, là không có gì luôn nha anh em. À, riêng đối với cái dòng mà Sorento này mà là bản thiếu là hầu như không có gì luôn. Rồi, Fortuner máy xăng 2022 nhìn đã ha. 1.013 tỷ nha các bạn. Giá hợp lý. Để coi ngoài đường có xe gì nữa đi. Nhắc lại cho anh em biết chứ mất công anh em quên mất là mình có xe gì. Đây. À, Vios này nha. Vios có khách Củ Chi hẹn xuống lấy rồi, mà không biết có lấy hay không nha. Thấy bạn sale mới đăng ký xong là em có khách Củ Chi xuống lấy nha. Đó. Bên mình thì không có anh, không cần anh em đặt cọc online hay là gì hết ha. Bên mình không có muốn nhận cọc online đâu. Đó, cho nên là anh em xuống coi xe thì báo trước một tiếng nha. Đó, chứ còn mà đặt cọc online rồi xuống rồi lại nói này nói kia nữa khó xử lắm. Mazda trắng ha, có quay cho anh em rồi. Mazda đỏ 2018 cũng có quay cho anh em rồi. Em này thì là 475 triệu ha. Đi 57.000 cây. Em này là 479 triệu đi 22.000 cây. Mazda 3 bản sedan Philip có phanh tay điện tử nha các bạn. Hợp lý không? Đẹp đúng không ạ? Đó, cả cặp xe đều đẹp đúng không ạ? Mình vẫn còn một con Mazda 2015 màu xanh nữa nha các bạn. Giá chỉ có 300 mấy thôi. Đấy. Rồi. Anh em quan tâm tới xe nào thì cứ alo cho bên mình nha. Trong nhà thì nếu mà xe để anh em kinh doanh dịch vụ á thì trong này mình vẫn còn Fortuner 2014 đây. À, nhân tiện buổi sáng quay cho anh em luôn nha. Anh em quan tâm tới xe nào á thì cứ gọi vào số 0931226669 nha. Và có nhiều anh em thích nhắn tin hay là thích gửi thông tin gì á thì cứ gọi vào số đó, sau đó các bạn nhân viên sẽ lấy số, kết bạn Zalo và gửi đầy đủ thông tin hình ảnh qua cho anh em nha. À, chứ nhiều lúc anh em cứ nhắn tin xong rồi lại bên mình lại nhiều việc quá, cái nó trôi cái tin nhắn đi, rồi cái anh em lại nhắn lại chửi, nói đủ mẹ tụi bay khinh khách hàng hay sao mà không nhắn lại. Cho nên là có nhiều anh em chửi rất là khủng khiếp luôn, chửi tới cha, tới mẹ, tới tổ tiên của nhà mình luôn các bạn. Cho nên là anh em cứ gọi điện lúc nào cũng có nhân viên nghe máy, hoặc là nhân viên không nghe máy thấy cuộc gọi nhỡ thì các bạn sẽ gọi lại cho anh em nha. À, tiếc gì một cuộc điện thoại đúng không anh em. Đó, chứ còn nhắn tin xong rồi nhiều việc quá, thế là các bạn để trôi cái tin nhắn Zalo đi, thế là anh em lại bảo là khinh dễ anh em. Đó, hoặc là nhiều anh em comment rồi không thấy comment lại, trời ơi anh em rất là nhiều việc, cứ gọi điện ha, cứ gọi điện ha, các bạn sẽ phục vụ ha. Đây, Mazda CX-5 nha các bạn, cũng có khách chiều nay hẹn lên rồi, không biết có mua được hay không. Xe này ế nằm lâu rồi, mẹ thì nằm lâu kinh khủng rồi. Đây, Fortuner này, đây 2014 ha, bán có 495 triệu thôi anh em. À, máy dầu số sàn luôn, để cho anh em có thể vừa đi gia đình vừa kết hợp kinh doanh nha. Innova E 2000 bụi, tức là đang sửa chữa ở phía trên này nè các bạn, đang sửa chữa văn phòng phía trên đấy. Innova E 2013 thì khách bỏ cọc rồi, cũng có khách khác lấy rồi nha anh em. Đó, cho nên là chia sẻ với anh em rõ ràng, anh em đã coi xe, đã kiểm tra xe, đã check test các kiểu và đặt cọc thì phải chịu trách nhiệm với cái đồng tiền anh em bỏ ra. Cho nên
là bên mình hạn chế nhận cọc online. Anh em phải đến coi xe, check test các kiểu đặt cọc. Và bên mình rất là rõ ràng, chia sẻ rõ ràng với anh em. Một khi đã đặt cọc thì anh em phải có trách nhiệm và bắt buộc anh em phải lấy xe. Còn cái chuyện mà anh em sau 5-7 bữa quay lại bảo thế này, bảo thế kia rồi, cái đó thì bên mình không có giải quyết nha anh em. Đó, công ty mà nó phải có cái luật mua bán xưa giờ, không mua thì mất cọc. Bên mình không bán cho anh em, hoặc là có khách khác trả cao hơn, không bao giờ bên mình bán cả ha. Anh em đặt cọc, anh em không mua, anh em mất cọc. Bên mình không bán, bên mình đền cọc gấp đôi. Đúng không anh em? Trong hợp đồng ghi rõ ràng, đúng không ạ? Rồi, chia sẻ với anh em là những cái xe bên mình đang có nha. Vẫn đang còn một con của Mazda 3 2015, khi nào xe về nhỉ? Mốt đúng không? Mốt xe về đúng không? Đang đợi pháp lý nha các bạn, đang đợi pháp lý. Đợi khách ngày mốt khách ký hồ sơ, tại vì khách đang đợi giấy độc thân hay là như thế nào đó ha. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em cứ gọi vào số 0931226669 nha. Đang có rất nhiều xe đẹp, xe lướt để phục vụ anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.